Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Crypto. Trong nội dung chia sẻ video buổi tối ngày hôm nay thì như thường lệ ngày Túc chia sẻ mọi người cái thẻ ba cái thẻ kết hợp từ dự án Hamtercombank để chúng ta là nhận 5 triệu đồng xu Hamtercombank từ dự án nhé. Đối với những người mới chưa tham gia kèo Hamtercombank thì anh em click vào đường link trên phần mô tả để chúng ta đăng ký cũng như là khai thác nhiều nhất cái số xu Hamtercombank có thể. Rồi trước tiên thì chúng ta click phần đào cho mình này. Dạ. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ là cái thẻ ngày hôm nay là nó còn là hai thời lượng là 23:25 nữa nó kết thúc và chuyển giao sang thẻ mới nha. Thì chúng ta kích vào Shopee cho mình đây. Thì ba cái thẻ ngày hôm nay nó nằm ở cái mục Shopee hết nha anh em nha. Đây mục Shopee này. Dạ. Rồi chúng ta kích phần thẻ mới cho mình này. Đấy, thẻ mới như của anh em, thẻ mới thẻ của tôi này. Thì cái thẻ đầu tiên là thẻ Shopeeking on ATV Show này, kích vào nhận cho mình này. Nhận này. Rồi ạ. Được một thẻ anh em nhé. Ok. Rồi thẻ thứ hai nó nằm phần dưới này, chúng ta kéo xuống đây. Nhưng mà của anh em nếu mà không thấy thì chúng ta kích phần thẻ mới hoặc thẻ của tôi này, trong hai cái thẻ ấy nha, trong hai cái mục ấy. Dạ. Thẻ thứ hai chúng ta sẽ tìm này, kéo lên, kéo xuống dưới này chúng ta tìm này. Đấy, kéo xuống đây, kéo lần lượt anh em nhé. Đây, thẻ thứ hai là thẻ Hamter Soto Lao này, chúng ta kích vào nhận cho mình này. Nhận này. Đây anh em nhé, mình quay gần cho anh em thấy nhìn. Dạ. Rồi. Rồi tiếp theo thẻ cuối cùng là LG Len Len. Chúng ta kích vào nhận này. Đó phần dưới nha, kích vào nhận cho mình này. Nhận này. Đúng không ạ? Chắc được, mình nghĩ chắc được nha. Vậy anh em có thể thấy ạ, mình nhận được 5 triệu đồng xu Hamter Combat từ dự án nha. Chúng ta kích vào nhận giải thưởng cho mình này. Khá là ổn đúng không ạ? Lâu thế này, có vẻ là nó hơi lơ đấy đúng không ạ? Rồi sau đó thì chúng ta kéo xuống này, kéo lên này. Đây thì thẻ hôm nay là thẻ đầu tiên là LTG Lender và thẻ thứ hai là Hamter Short Soto đấy. Now và thẻ thứ ba là Square King on ATV Show. Thì ở cái video này mình gửi tới anh em từ cái thẻ kết hợp ngày 25 tháng 8 mình gửi tới anh em. Mình gặp anh em video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.